Cơn sốt vé xem trận ra mắt của Lionel Messi trong màu áo Inter Miami đã chứng kiến giá vé tăng mất ngưỡng, thậm chí khó tin. Theo tờ Go, giá vé vào sân DRVPNK trở nên khan hiếm và tăng bất thường những ngày qua. Giá trung bình cho một vé xem trận gặp Cruzo Azul là 487 đô la Mỹ, vốn cao gấp đôi so với giá vé khi Inter Miami đã giao hữu với nhà vô địch La Liga Barcelona vào mùa hè năm ngoái. Nhưng Vivisit, trang web chuyên tìm kiếm bán lại vé xem bóng đá, hiện giao bán với giá 110.000 đô la Mỹ tương đương 2,5 tỷ đồng. Tờ The Sud, Anh, đã đưa ra so sánh với 110.000 đô la Mỹ, tương đương 84.000 bảng Anh, thay vì mua vé xem Messi đá trận ra mắt Inter Miami, người hâm mộ có thể mua một chiếc đồng hồ Rolex tầm trung hoặc một chiếc siêu xe BMW M4 Convertible. Số tiền nói trên cũng có thể mua một ngôi nhà ở vịnh Morikambe trên bờ biển Tây Bắc nước Anh để làm hàng xóm với võ sĩ huyền thoại Tyson Fury, những nơi rẻ nhất để mua nhà ở Vương quốc Anh như ở Middlesbrough với giá trung bình là 55.000 bảng, ở Bradford với giá 59.000 bảng hoặc 65.000 bảng cho một ngôi nhà tại Sunderland. Số tiền 84.000 bảng cũng có thể giúp một người đi vòng quanh thế giới trên một chiếc du thuyền cao cấp trong thời gian bằng với một mùa giải bóng đá là 9 tháng.